Trận đấu đầu tiên của bảng N sẽ là trận đấu giữa Sếp Cảnh Long và Tion Mimi nha mọi người. Nga Mi và Tiêu Giao ạ. Cả hai tuyển thủ chuẩn bị gặp nhau rồi ạ. Cả hai cùng tàn hình. Mimi là người hiện trước ạ. Nhưng mà Sếp Cảnh Long cũng mất tiêu luôn. À đây, Sếp Cảnh Long bên đây ạ. Cả hai tuyển thủ đều đang đứng chờ tuyển thủ khác di chuyển. À, Mimi đang chờ hết Định Hải, rất là hay ạ. Không, để không bị dính. Đã sắp thấy nhau rồi ạ. Rồi. Ồ, một cái Ngũ Tông đã bị hấp thu rồi ạ. Hôm nay đã bị hấp thu. Nguyệt Lạc Tây Sơn đến từ vị trí của Mimi. Ôi, một pha kinh đào không chính xác đến từ vị trí của Sếp Cảnh Long, nhưng mà đã bị dính một cái chân dớ rồi ạ, Mimi. À, tiếp tục là một cái chân liên rồi ạ. Wow, trùng của Sếp Cảnh Long rất là nhạy luôn ạ. Sốc anh. Rồi, xin chúc mừng Sếp Cảnh Long đã ghi được 3 điểm đầu tiên trong trận đấu này của bảng N. Xin chúc mừng Sếp Cảnh Long. Trận đấu thứ hai của bảng N sẽ là trận đấu của Hùng Vương và Tổ Kiên. Nguyệt Lạc đã bị hấp thu. Hùng Vương rất là trâu ạ, nhưng mà Tổ Kiên đang nổi trùng ạ. Hùng Vương đang hút nộ của Tổ Kiên. Một pha cát mô công. Có vẻ như không tỉnh nổi rồi ạ. Xin chúc mừng Hùng Vương đã giành chiến thắng và ghi được 3 điểm cho mình. Xin chúc mừng Hùng Vương. Trận đấu kế tiếp của bảng N sẽ là trận đấu của Tổ Kiên và Tion Mimi. Đến lượt Mimi trả sát thương. Hai Nga Mi chiêu qua Nguyệt Lạc Tây Sơn qua với nhau. Tổ Kiên đã bị dính chân chân ngọc. Rồi, xin chúc mừng Mimi đã ghi được 3 điểm cho mình. Rồi, trận đấu kế tiếp của bảng N sẽ là trận đấu giữa Hùng Vương và Sếp Cảnh Long. Hùng Vương ở phía bên tay phải của mọi người và Sếp Cảnh Long ở phía bên tay trái của mọi người ạ. Wow. Hùng Vương mặc cái bộ này rất là sexy luôn ạ. Wow. Wow, lộ hàng luôn ạ. Lại nhảy lên lộ hàng luôn. Đấy, lại nhảy này. Đấy. Đấy, tôi gì là tôi thấy mà. Sếp Cảnh Long đã bị dính hôn mê, là bị hút hết cây nộ của mình rồi à, chuẩn bị tung ra cái cáp mô công. Một cái chân dớ rồi à. Đã tỉnh. À không phải chân dớ, cái đó xin lỗi. À anh khí, sorry mọi người. Một cái chân liên đến từ vị trí của Hùng Vương rồi ạ. À.
đã bị dính chân vớ rồi. Có thể và chắc chắn là Hùng Vương sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. Xin chúc mừng Hùng Vương đã ghi thêm được 3 điểm cho mình, nâng tổng số điểm tích lũy lên là 6 điểm. Trận đấu tiếp theo của bảng N sẽ là trận đấu giữa Tủ Kiên và Zép Cảnh Long. Hồi nãy mà đánh với Hùng Vương như vậy là ngon rồi. Xin chúc mừng Tủ Kiên đã giành chiến thắng và ghi được 3 điểm cho mình. Trận đấu cuối cùng của bảng N sẽ là trận đấu giữa Hùng Vương và Tiên Mimi. Hùng Vương đã nhảy một pha rất là cao ạ. Một cái ám khí yến tử ô. Mimi đã bị dính chân Ngọc và chân Liên. À, chân Giới và chân Liên. Đã tỉnh rồi à. Nguyệt Lạc Teaser đến từ vị trí của Mimi, đèn hồi máu à. Đã bị dính, Hùng Vương đã bị dính một cái trùm lâu liên rồi à. Hút máu lên. Đã bị dính một cái tê liệt, rất là nhiều trùm rồi à. Mimi đã bị dính một cái chân dớ. Dính thêm một cái chân liền rồi, không được rồi. Như vậy là Hùng Vương đã giành chiến thắng và ghi 9 điểm, giành quyền đi tiếp trong trận đấu này. Xin chúc mừng Hùng Vương.